Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ bàn ghế chuyên kê ở trong những resort 5 sao. Thì quý anh chị em có thể thấy chất valenu rất là ảo phải không ạ? Và cái hàng cây này thì nó sẽ là cây me tây mùn tím, còng, lim đen, rất là nhiều tên gọi tùy vào vùng miền nha. Chất cây thì quý anh chị em có thể thấy là cái loại này nó là cây loại 2 nha. Do vậy thì quý anh chị em có thể thấy là bông vân của nó rất là đẹp, mặc dù nó chỉ là cây loại 2, đấy, rất là đẹp phải không ạ? Do vậy cái giá thành của nó nha quý anh chị em, giá thành của nó như bộ tay 14 này, giá của nó chỉ có 60.800.000 thôi. 60.800.000 cho bộ cột tay 14 bằng 4 tựa, mặt dày 6 phân luôn nha quý anh chị em. Mặt dày 6 phân luôn. Và nghe tưởng là sao mà mắc thế, cái loại 2 mà vẫn còn tới cả 60 triệu. Đấy là anh chị em đang mua ở xưởng sản xuất nha. Chứ bình thường những cái bộ như vậy anh chị em ra ngoài thì thường là sẽ được tung giá lên những như 70, 80, hoặc là nói 80+70 bán ngay. Còn đây là giá của anh chị em đang coi, đây là giá tại xưởng sản xuất, do vậy nó có mức giá như vậy. Và sở dĩ cái hàng này thì các anh chị em có thể thấy khi mà coi hàng bọc ấy, cây này rất là nhiều lồng đúng không ạ? Cây này nó lồng nhiều lắm, do vậy hả, xử lý cái cây này để mà sạch cho là sạch ấy, thì chỉ có những xưởng sơn thật là giỏi nhá. Tại vì xưởng sơn thường là các anh chị em đi coi những cái lồng này nó sẽ vẫn còn nha. Còn nếu mai mốt bộ này sau khi sơn xong ấy, mình sẽ quay cho mọi người lần nữa. Đó, quật là quật bay cả lông luôn nha các anh chị em, rất là sạch. Và bộ này thì các anh chị em có thể thấy là làm cái dáng rất là quỳnh phải không ạ? Dáng chiều ngang của nó là 1m03, sâu là 81. Và đây cho các anh chị em xem, cái mặt này nó lên tới 61 này. Do vậy nó các anh chị em có thể thấy là mình ngồi vô nó trải nghiệm nó rất là thoải mái nha. Ngồi vô cho các anh chị em xem này. Đó, kia chân lên luôn này, rất là rộng rãi và thoải mái, hai bên hai tay cũng nghề, nhìn rất là sang chảnh nha. Ở đây cho quý anh chị em xem băng ghế dài. Và bộ này thì nó là cây loại 2, thì quý anh chị em có thể thấy mặc dù là mình đã cắt cây từ những cây loại lớn rồi, nhưng mà nó sẽ còn đôi chút lỗi nha. Ví dụ như cắt cây ra đến nó dính vào mắt cây này, thì bên mình sẽ xử lý lại. Và những cái bộ này bên mình đã để khô rồi, do vậy quý anh chị em có thể thấy là vẫn sẽ có những cái vết găng như vậy. Nhưng mà khi mà xử lý xong ấy, là quý anh chị em có thể thấy là nó sẽ đẹp. Và quý anh chị em xài về lâu về dài nó sẽ cũng khó mà bị găng nữa. Tại vì sao? Tại vì hàng này mình đã để khô rồi nha. Phải để khô để cho quý anh chị em xài nó thật là yên tâm. Chứ tự nhiên đang xài thì nó tẹt ra cái xé đôi ra. Là quý anh chị em có thể thấy cái hàng đấy là hàng làm rất là ẩu. Còn hàng này là làm xong phải để khô, xong rồi mới bắt đầu đi sơn xịt lại thì nó sẽ rất là đẹp nha. Bộ này băng 4 tờ thì quý anh chị em có thể thấy cái lọt lòng của nó rất là lớn. Phủ bì của băng ghế dài này đó là 2m49 nha. Còn lọt lòng của nó thì quý anh chị em có thể thấy lên tới 2m1 lận, rất là dài. Lọt lòng 2m1 lận nha. Băng mặt dày 6 phân, đây đó chị anh chị em xem. Băng dày mặt dày 6 phân. Và băng này thì quý anh chị em có thể thấy là làm lượn nha. Lượn lên lượn xuống đằng hoàng nha. Thì nhìn vô thì quý anh chị em có thể thấy là nó vẫn còn một tí rác phải không ạ? Nhưng mà như mình nói với quý anh chị em là những cây này đều là cây lớn rồi, do vậy mình đã chất lọc ra, mình cắt cây, mình lựa hết rồi cho quý anh chị em rồi nha. Và bộ này thì quý anh chị em có thể thấy là khi mình kê vô trong phòng khách á, thì nó chiếm diện tích rất là lớn nha. Ví dụ như chiều dài của nó lên tới là, em đo cho mọi người xem, 3m2 luôn nha mọi người. Chiều dài của nó là tới 3m2. Và chiều ngang khi mà kê ngang như vậy thì nó sẽ là 3m3 luôn. Rất là lớn phải không ạ? Do vậy quý anh chị em phải có cái diện tích nhà lớn thì quý anh chị em mới kê được những cái bộ như vậy nha. Mình xin được báo giá của sản phẩm là 60.800.000. Với băng ghế con này thì kích thước của nó chiều ngang là 1m03, sâu 81. Hai cái đôn này là 52 vuông. Cái bàn này dài 1m6 và ngang là 70. Cái cuối cùng là cái băng dài này, chiều dài ngang của nó là 2m49, sâu là 81 nha. Rồi cần tư vấn về những cái sản phẩm đẹp thì quý anh chị em có thể liên hệ với bên sưởng gỗ Mộc Gia Đình nha. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.